Chùa Ông tọa lạc trên diện tích khoảng 500 mét vuông, không có vườn cây bao quanh như chùa của người Việt. Kiến trúc hình chữ quốc, mái lợp ngói âm dương, gờ bó mái làm bằng gốm trắng men lưu ly. Các họa tiết qua văn mang phong cách cổ điển, sơn son thép vàng theo truyền thống nghệ thuật miếu vũ, đặc trưng của các ngôi chùa thuộc cộng đồng người Hoa. Cửa chính có hình hai vị thần trấn môn, tức thần giữ cửa. Hai vị thần chính trong chùa người Hoa là Quan Thánh Đế Quân và Thiên Hậu Thánh Mẫu. Nếu giữa chính điện đặt tượng Quan Đế thì người dân gọi là chùa Ông, còn nếu là tượng Thánh Mẫu thì đây là chùa Bà. Trong chùa cũng an vị tượng Bồ Tát và nhiều thần thánh khác. Giữa chánh điện có bộ cột hình vuông là đặc thù của kiến trúc hình chữ quốc. Để có ánh sáng và thông gió cho nội điện, chùa Ông được bố trí một khoảng trống trên mái gọi là giếng trời. Chùa Ông còn là nơi để các đội nhóm lân sư rồng tổ chức khai quang điểm nhãn trước khi bắt đầu biểu diễn phục vụ Tết Nguyên Đán. Đặc biệt trong đêm giao thừa, nhiều người dân Cần Thơ còn đến giếng chùa xin lộc và cầu may mắn. Hoạt động này đã trở thành một nét văn hóa của cư dân mảnh đất Cầm Thi.